Bộ sưu tập hơi thở mùa đông. Mùa đông lạnh nhưng lòng người không lạnh, nghe quanh ta ấm áp khúc giao mùa. Thu sang đông tới, quy luật tự nhiên của tạo hóa muôn đời đã đi vào thơ ca nhạc họa như một phần tất yếu của cuộc sống. Nhắc đến mùa đông, con người ta thường nghĩ tới cái giá lạnh hay những bông tuyết trắng khẽ rơi. Với mong muốn xua tan khoảng cách lạnh giá trong những ngày đông cuối năm, SENSORIAL Fashion cho ra mắt bộ sưu tập Hơi thở mùa đông với những gam màu ấm áp, sang trọng và quý phái. Có vóc dáng nhỏ nhắn, một chiếc măng tô có lông vũ sẽ giúp bạn đầy đặn hơn. Còn nếu bạn có thân hình mẫm mỉm thì một chiếc măng tô kaki có đai ôm sát sẽ làm cho vòng hai của bạn trở nên thon gọn và quyến rũ. Người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo măng tô với những gam màu nóng hoặc lạnh kết hợp với những chiếc khăn choàng nhẹ sẽ làm điểm nhấn vô cùng ấn tượng nơi công sở hay dạo phố. Hãy để SENSORIAL ôm trọn và sưởi ấm cho bạn trong những ngày đông ấm áp này nha. SENSORIAL, fashion for luxury ladies.